Cố lên. Cố lên. Trận đấu bắt đầu giữa hai đội Kinh Công và tổ 14 Yên Nghĩa. Ngoài biển bóng Công Nghĩa đến đây, hai đội tập trung cao độ. Điểm bao nhiêu rồi anh Thanh? 3 đều à? Tỷ số đang 3 đều. Em đi tí nữa em vào ấy xong là thay người thì anh Thanh ơi. 3, 2. Hay quá, cố lên. Hay quá. Bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh mà đánh. Đúng rồi. Hay lắm. Bình tĩnh thôi. Ôi giời ơi. Tỷ số bao nhiêu rồi? Anh Thanh ơi. 5 đều. Sáu năm cho Kinh Công. Bên kia lại không có ai quay. Ngoài sân à? Đập vảy cắm xuống.
tỷ số 75. Hay lắm. Chắn bóng ra ngoài. 8-5 do khinh công. Hay. Đập bóng rất tốt. 9-5 cho khinh công. Đập bóng tốt. Cố lên. 6-9. Tỷ số 16 cho kinh công. Không hiểu ý nhau. Điểm 11-6. Điểm 12-6. Điểm bóng không nghĩa. 13-12. Họ chắn bóng tốt. Điểm 12-6. Quay. Đập bóng rất mạnh nhưng ngoài sân. Điểm 7-12. Thủ bóng ra ngoài. Mười bốn bảy. Phát bóng không qua lưới. 8-14 rồi. Cố lên. Quay. Vẫn còn. Vẫn còn. Sang đi. 13 bóng trong sân. Điểm 16-8 cho tấn công. Thông báo cho hai đội là đánh chặn 21 là 15. Vậy hai đội lắng nghe và biết điều gì. Không qua lưới. Điểm 9-16. Đập bóng rất mạnh. Điểm 17-9 cho khinh công. Mạnh lên. Quay. Bóng ngoài sân. 10-17. Chắn, tay chắn ngoài sân. Điểm cho kinh công. Hội ý. Hãy
với đại đảo đại thành nước ngoài. 14-17. Bóng ngoài điểm bóng 15-17. Nhớ về cô giáo đã cái mới biển là tự chứng cho một điểm 18-15. Điểm bóng cân nhớ 14-15. Đây là vòng đấu mới lại với cái đội tất cả đều chạy 15-21. Đập bóng bật tay chắn ngoài sân. Tỷ số 19-10 cho Kim Công. Cho đại đại thành nước ngoài. 16-20. Bóng ngoài. Điểm bóng 17-20. Mạnh quá. Không qua lưới. Hết set thứ nhất, tỷ số 21-10. Hai đội chuẩn bị vào set đấu thứ hai. Trang 2 tiếp tục. Đập bóng qua lưới. Điểm 1-0 cho tổ 14. Tỷ số 1 đều. Hai một cho Kim Công. Chuyền bóng hơi bị nhỡ. Tỷ số 4-1. Không qua lưới. Tỷ số 5-1. Tỷ số 6-1. Điểm 2 6 cho Yên Nghĩa. Ở ngoài sân, điểm cho Kinh Công 7-2.
điểm 82 cho King Kong. Rất là tinh thần của đội tuyển và sự chống chân của đối mai cho phần luyện viên. Bóng ở ngoài sân. Như vậy là phần nghĩa bây giờ đang có bạn thì bây giờ mới được tham đối tài. Điểm phần nghĩa 5-3. Bóng ngoài sân. Chắn bóng tốt, điểm 11-3. Điểm 12-3. Một bóng tốt, điểm 4-11. Điểm 14-4 rồi. Ngoài sân. Điểm 15-4. Ông ơi. Trận đấu tiếp tục. Tỷ số 5-16 rồi. Rồi bạn mạnh quá. Đều tay. Chuyền khoai, chuyền bổng cao lên nhỉ. Khoai. Điểm bóng tan lên bên tay. Điểm 18-5. Dứt điểm.
ngoài, tập bóng ngoài sân vật 19 năm. Hôm nay tại sân bóng truyền hình của Ngọc Dạ đang tổ chức là thứ tám giải chín tám đôi đội quân đội đội chúng ta tạo điều kiện giao lưu với nhà chơi năm và chín tám đôi quân đội có mặt tại sân nhà thì hôm nay điểm 25. Hết giờ. Chung cuộc kinh công thắng 2-0. Set thứ hai là 21-5.